với những câu lạc bộ hay những đội bóng lớn, khoảng thời gian thi đấu của những đội tuyển quốc gia thực sự luôn là những ngày giông bão, khi mà họ phải sống trong sự lo lắng và thấp thỏm, đặc biệt là những câu lạc bộ hàng đầu, khi mà bất kỳ ca chấn thương nào do vô tình hay cố ý mà cầu thủ của họ gặp phải thì đều sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đội bóng trong chặng đường tiếp theo, đặc biệt là những câu lạc bộ tại Premier League. Và Manchester United mới đây là một ví dụ khi Rafael Varane đã gặp phải chấn thương trong trận đấu với Tây Ban Nha tại Nations League. Điều này thật sự là một hung tin dành cho Solskjaer là các fan của Quỷ Đỏ, khi mà trước đó họ cũng đã mất trụ vệ đội trưởng Harry Maguire với lý do tương tự. Với những tổn thất kể trên, có lẽ các managers đang thật sự nín thở và lo lắng cho đội bóng con cưng trong chặng đua sắp tới. Mùa giải năm nay, Man United đang trình diễn một phong độ khá thất thường. Quỷ Đỏ mới vừa trải qua hai trận liên tiếp trên sân nhà mà không thể thắng. Ngoài những vấn đề nơi hàng công, thì hàng thủ cũng đang khiến cho các cổ động viên phải cảm thấy lo âu. Khi mà đã 7 trận đã trôi qua trên mọi đấu trường, đội bóng của Solskjaer đều bị thủng lưới. Và nếu tính xa hơn kể từ đầu mùa cho đến nay, Man United cũng chỉ mới có duy nhất một trận ghi sạch lưới. Với sự bổ sung nhân sự rầm rộ trong mùa hè và đặc biệt là Rafael Varane chơi vị trí trung vệ, thành tích nói trên của Man United thực sự chưa đem lại sự an tâm, nhất là khi chúng ta so sánh trực tiếp với những đối thủ của họ ở Premier League. Khi Man United chính là đội phải có số trận ghi sạch lưới khiêm tốn nhất trong top 4 hiện tại, với một trận sau 7 vòng đấu, còn số kém xa so với 4 của Chelsea và Liverpool hay 5 trận của đội bóng hàng xóm City. Bên cạnh đó, United cũng là đội thủng lưới nhiều nhất trong top 4 đội dẫn đầu với 6 bàn, con số ngang bằng với Liverpool, nhiều hơn gấp đôi so với Man City và Chelsea. Tuy có số bàn thua ngang bằng với Liverpool, nhưng cũng không thể phủ nhận một thực tế là Man United đang có một David De Gea chơi vô cùng xuất sắc trong khung thành. Tổng cộng, thủ môn người Tây Ban Nha đã có tới 18 pha bóng cứu thua kể từ đầu mùa, và nổi bật nhất chính là quả cản phá penalty trước West Ham ở vòng 6. Giả sử nếu David De Gea chơi không xuất sắc, Man United hoàn toàn có thể phải nhận nhiều hơn con số 6 bàn thua. Có lẽ chúng ta cũng phải thông cảm khi tuyến giữa của Man United hiện tại đang quá mỏng manh và dễ dàng bị xuyên phá với mắt xích Martin Fred, từ đó dẫn đến những pha bóp tim hay bị thủng lưới từ chính các tình huống vỗ mặt của đối phương. Minh chứng rõ nét nhất là những bàn thua đến từ Everton hay Newcastle. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận sự góp mặt của Varane đã cải thiện đáng kể sức mạnh nơi hàng thủ của Quỷ Đỏ. Nếu chúng ta làm một phép so sánh cùng kỳ với mùa giải trước, thì Man United năm nay đã tốt hơn rất nhiều. Cụ thể, đội bóng áo đỏ trong mùa trước đã phải nhận tới 14 bàn thua sau 7 vòng đầu tiên, con số gấp đôi so với con số hiện tại. Ngoài sự xuất sắc của David De Gea trong khung thành, Varane cũng là cái tên góp sức rất nhiều trong mặt trận phòng ngự. Trung vệ người Pháp đã chơi tổng cộng 5 trận ở Premier League, thi đấu tổng cộng 450 phút. Tỷ lệ tranh chấp cũng như cản phá của Varane đều ở mức rất tốt, với 12 tình huống tranh chấp bóng bổng thành công, 8 tình huống tắc bóng với tỷ lệ thành công lên tới 50%. Bên cạnh đó, Varane còn có khả năng chuyền bóng vô cùng chính xác, đạt 87,8%, con số nhỉnh hơn một chút so với trung vệ cung chuyền rất tốt là Harry Maguire. Và Varane cũng chính là người đa cặp cùng Maguire trong trận ghi sạch lưới duy nhất của United đến thời điểm này, một trận đấu rất tốt của trung vệ người Pháp. Varane, ngoài việc giúp hàng thủ đội nhà chơi chắc chắn, anh còn có một kiến tạo cho Mason Greenwood. Ngoài ra, sự góp mặt của Varane còn giúp cho Man United cải thiện được điểm yếu chống bóng chết. Điều đó làm cho đội bóng của Solskjaer phải khổ sở trong mùa trước với 18 bàn thua từ những tình huống cố định, con số nhiều thứ tư tại giải đấu và nhiều nhất trong top 4. Cụ thể, trong 6 bàn thua mà Man United phải nhận từ đầu mùa thì đa số đều là những tình huống bóng sống và chỉ có một đến từ tình huống cố định. Việc Varane gặp phải chấn thương, anh được dự báo là sẽ phải nghỉ thi đấu từ 3 cho đến 4 tuần, là một hung tin dành cho Manchester United, nhất là khi trung vệ người Pháp đang dần chứng tỏ tầm ảnh hưởng của mình. Quan trọng hơn là họ cũng đã mất nốt đội trưởng Harry Maguire. Đây thực sự là một tổn thất mang tính thiệt đơn, thiệt kép với Man United. Tổng cộng, cả Maguire và Varane đã có 5 lần ra sân cùng nhau trong mùa này, và cả hai cho thấy được sự kết hợp khá ăn ý, từ đó bù trừ được những khuyết điểm cho nhau. Theo so sánh đã được cập nhật từ trang chủ Premier League, cả Maguire và Varane đều khá đồng đều ở mọi thông số. Với trung vệ đội trưởng, anh mạnh ở những tình huống đánh chặn, không chiến, chọn vị trí và phá bóng. Còn Varane thì lại giỏi những tình huống tranh chấp, tốc độ và khả năng tắc bóng. Tuy chỉ giúp Man United giữ sạch lưới duy nhất 1 trên 5 trận,
nhưng không thể phủ nhận được vai trò to lớn của cả hai. Việc mất đi cặp trung vệ hay nhất chắc chắn sẽ là một cơn đau đầu dành cho Sousa, nhất là khi nhìn vào những cái tên dự phòng. Có lẽ Sousa sẽ phải bất đắc dĩ đặt niềm tin vào bộ đôi Victor Lindelof và Eric Bailly trong những trận đấu sắp tới, khi mà Phil Jones đã nghỉ thi đấu quá lâu. Tuy nhiên, Eric Bailly và Lindelof chưa bao giờ là cặp đôi mà đến sự tin tưởng cho chiến lược gia người Na Uy lẫn các cổ động viên. Theo thống kê từ Transfermarkt, Bailly và Lindelof đã ra sân cùng nhau trong 28 trận kể từ khi chuyển đến Man United, và trong 28 trận đấu đó, Quỷ Đỏ phải nhận tới 44 bàn thua và chỉ có vỏn vẹn 7 trận mà họ chữa sạch được mành lưới. Trong lần gần nhất mà Bailly sát cánh bên cạnh Lindelof, Man United đã phải nhận thất bại đầy bạc nhược trước West Ham, qua đó dừng bước sớm tại Carabao Cup. Điều này thực sự đã dấy lên hồi chuông dành cho Sousa trong thời gian tới, nhất là khi họ phải đối mặt với những đối thủ rất mạnh ở Premier League cũng như Champions League. Với phong độ không ổn định cùng với tổn thất rất nặng nơi hàng thủ, chắc chắn những ngày sắp tới đây sẽ là những ngày giông bão dành cho đội chủ sân Old Trafford, nhất là khi nhìn vào lịch thi đấu nặng nề của Quỷ Đỏ. Nên nhớ, Man United từ đầu mùa cho đến hiện tại đều chưa phải đối đầu với đối thủ nào quá mạnh. Chính vì thế, qua thời gian sắp tới sẽ chính là khoảng thời gian cao điểm khi mà Quỷ Đỏ sẽ phải chạm mặt hàng loạt những ông lớn. Đỉnh điểm chính là 2 tuần sắp tới, khi đội bóng của Sousa sẽ có 2 trận liên tiếp gặp Liverpool và Tottenham. Với các cổ động viên Quỷ Đỏ bây giờ, có lẽ họ đang thực sự nín thở để chờ mong tin tức về chấn thương của Varane, và mong là nó sẽ không nặng hơn dự kiến. Bên cạnh đó, cũng ngóng chờ tin vui của Harry Maguire. Chắc chắn chúng ta cũng đã thấy hàng thủ Man United đã mong manh như thế nào trong cuối mùa giải trước. Khi mà Harry Maguire phải nghỉ thi đấu, thì Quỷ Đỏ chỉ thắng được 1 trong 4 trận đấu cuối mùa và đều thủng lưới tận 8 bàn. Trong 2 trận đấu vắng mặt trung vệ đội trưởng mùa này, Man United cũng không thể giữ sạch lưới và chỉ thắng được duy nhất 1 trận trước Villarreal. Rõ ràng, chấn thương của các cầu thủ là điều mà không ai mong muốn, và chắc chắn Man United cũng không ngoại lệ, nhất là khi đội bóng của Sousa đang chuẩn bị bước vào một chặng marathon đầy khốc liệt. Và đây nhiều khả năng cũng sẽ là những ngày tháng quyết định chiếc ghế của huấn luyện viên người Na Uy. Theo bạn, liệu Man United có thể vượt qua giai đoạn giông bão sắp tới với một hàng thủ chắp vá? Hãy để lại ý kiến trong phần bình luận bên dưới. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại trên Cảm Bóng Đá.